Đang ngừng khởi động để chuẩn bị thi đấu. Tổ trọng tài tập trung vận động viên để chuẩn bị thi đấu.
Trên sân thi đấu số 2 diễn ra nội dung đội tuyển 3 nữ với đội Sóc Trăng 2 và đội Bắc Giang. Phía bên trái trọng tài đội Bắc Giang trang phục áo trắng xanh quần đen. Phía bên phải trọng tài đội Sóc Trăng 2 trang phục áo trắng hồng quần đen. Tổ trọng tài điều hành trận đấu, trọng tài chính bà Nguyễn Thu Hằng, trợ lý trọng tài ông Đỗ Minh Khoa, mời hai đội làm thủ tục thi đấu.
Trên sân thi đấu số 1 diễn ra nội dung đội tuyển Ba Nam với hai đội Sóc Trăng và đội Thanh Hóa. Phía bên trái trọng tài đội Sóc Trăng trang phục áo xanh quần đen. Phía bên phải trọng tài đội Thanh Hóa trang phục áo đỏ quần đen. Tổ trọng tài điều hành trận đấu, trọng tài chính ông Nguyễn Tiến Sang, trợ lý trọng tài ông Nguyễn Hữu Tuấn. 12 đội làm thủ tục thi đấu.
Alo. Trên thời điểm 2 chúng ta ngừng khởi động, tập trung về cuối sân để chuẩn bị thi đấu.